Chào mừng các em đã đến với tiết học địa lý 7. Ở tiết học của tuần trước, các em đã học bài 13 Môi trường Đới Ông Hòa. Đới Ông Hòa có nền công nghiệp phát triển, đô thị hóa phát triển nhanh đã phát sinh nhiều vấn đề nan giải như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Trong đó, ô nhiễm môi trường là vấn đề rất lớn ở Đới Ông Hòa. Để tìm hiểu sâu hơn thì cô cùng các em sẽ bước vào bài 17 Ô nhiễm môi trường ở Đới Ông Hòa. Trong bài 17, các em sẽ tìm hiểu hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, ô nhiễm không khí, và nội dung thứ hai, ô nhiễm nước. Cô cùng các em sẽ bước vào tìm hiểu nội dung thứ nhất, ô nhiễm không khí. A nhỏ, thực trạng. Các em hãy quan sát vào hai bức hình và cho biết thực trạng bầu không khí ở Đới Ông Hòa như thế nào. Quan sát vào hai bức hình, các em có thể thấy được khí thải ở Đới Ông Hòa rất là nhiều, và chính điều này đã làm cho bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề. Vậy thì những nguyên nhân nào đã làm cho bầu không khí ở Đới Ông Hòa bị ô nhiễm? Thì các em sẽ quan sát vào các hình dưới đây và cho biết những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí ở Đới Ông Hòa. Các em quan sát vào màn hình có thể thấy được khí thải từ nhà máy, từ các khu công nghiệp thải ra rất nhiều. Như vậy thì nguyên nhân ô nhiễm không khí ở Đới Ông Hòa đó chính là do sự phát triển công nghiệp. Quan sát vào hai bức hình này thì các em có thể thấy được không khí bị ô nhiễm do khí thải từ phương tiện giao thông. Quan sát vào ba bức hình, các em có thể thấy được bức hình đầu tiên là do cháy rừng, hai bức hình còn lại là do các vụ nổ hạt nhân. Như vậy thì không khí bị ô nhiễm do cháy rừng và sự bất cẩn khi sử dụng năng lượng nguyên tử. Vậy thì hậu quả của ô nhiễm không khí là gì? Tạo nên những trận mưa axit, làm tăng hiệu ứng nhà kính, khiến cho trái đất bị nóng dần lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, băng ở hai cực tan chảy, mực nước đại dương dâng cao, khí thải còn làm thủng tầng ozone. Vậy thì những trận mưa axit được tạo nên như thế nào? Thì các em sẽ cùng quan sát lên trên màn hình quá trình tạo thành mưa axit. Mưa axit là hiện tượng trong nước mưa có chứa thành phần chủ yếu là axit từ nitơ được ký hiệu là N và lưu huỳnh ký hiệu là S. SO2 và NO là hai chất khí được tạo ra từ các nhà máy điện, các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy và khu công nghiệp. Khi các chất này được thải ra môi trường và gặp nước mưa được ký hiệu là H2O sẽ tích tụ lại tạo thành axit sulfuric được ký hiệu là H2SO4 và axit nitric ký hiệu là HNO3, cuối cùng tạo thành mưa axit. Ngoài ra, hiện tượng mưa axit cũng có thể bắt nguồn một phần từ núi lửa, cháy rừng hay sấm sét. Khi đó khí SO2 và NO sẽ kết hợp với hơi nước trong khí quyển và tạo thành axit dưới hai dạng. Đó là khô như khí ga và ướt như mưa axit, tuyết hoặc sương mù. Vậy thì tác hại của mưa axit là gì? Mưa axit ảnh hưởng đến ao hồ và hệ thủy sinh vật. Chất độc rơi xuống ao hồ khiến cho nhiều sinh vật bị chết. Mưa axit còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực vật và đất như làm chết cây cối. Mưa axit ảnh hưởng tới sức khỏe con người, gây nên các bệnh về da, về đường hô hấp. Mưa axit còn ăn mòn các công trình điêu khắc, các công trình kiến trúc. Hiệu ứng nhà kính là gì? Và hiệu ứng này nó diễn ra như thế nào thì các em sẽ cùng quan sát lên trên màn hình. Hiệu ứng nhà kính là hiệu ứng làm cho không khí của trái đất nóng lên
do bức xạ sóng ngắn của mặt trời có thể xuyên qua tầng khí quyển chiếu xuống mặt đất. Bức xạ của mặt trời sẽ làm cho trái đất ấm dần lên. Mặt đất hấp thụ bức xạ của mặt trời bị nóng lên, lại bức xạ một phần nhiệt lượng vào trong không gian. Ở trái đất, các hoạt động của con người, khí thải từ nhà máy, khu công nghiệp, phương tiện giao thông đã thải ra các chất khí như CO2, NO, CFC và CH4. Các khí thải này tạo thành một lớp màn trắng ngăn nhiệt thoát ra ngoài không gian. Nếu các khí thải này tồn tại ở một mức độ vừa phải sẽ có tác dụng giữ ấm cho trái đất. Nếu các lượng khí thải này tồn tại ở một mức độ quá cao do hoạt động sinh hoạt, khai thác và phát triển của con người, như là chặt phá rừng, san rừng để làm đất canh tác, thì sẽ làm cho trái đất bị nóng lên và cái hiện tượng hiệu ứng nhà kính sẽ ngày càng tăng cao. Vai trò của tầng ozone là gì? Nguyên nhân thủng tầng ozone và hậu quả của nó là như thế nào? Thì Kem sẽ cùng quan sát lên trên màn hình. Tầng ozone, hay được gọi là lớp ozone hoặc lá chắn ozone, là một lớp sâu trong tầng bình lưu của trái đất. Chúng hấp thụ hết 97-99% tia cực tím có hại từ ánh sáng mặt trời. Lỗ thủng ozone được tạo ra thông qua phản ứng hóa học giữa nitơ và oxit cũng như các hợp chất khác dễ bay hơi từ các hoạt động của con người. Năm 2020, lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực rộng khoảng 24 triệu km vuông. Hậu quả của việc thủng tầng ozone là gây ung thư da và đục thủy tinh thể ở người. Vậy thì các nước đã có những giải pháp gì để làm giảm ô nhiễm không khí? Các nước đã ký nghị định Kyoto nhằm cắt giảm bớt lượng khí thải gây ô nhiễm, bảo vệ bầu không khí trong lành của trái đất. Nghị định thư Kyoto là một nghị định liên quan đến Công ước Khung Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu tầm quốc tế của Liên Hiệp Quốc, với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Bản dự thảo được ký kết vào ngày 11 tháng 12 năm 1997 khi các bên tham gia nhóm họp tại Kyoto, và chính thức có hiệu lực vào ngày 16 tháng 2 năm 2005. Đến nay đã có khoảng 192 nước tham gia phê chuẩn. Việt Nam tham gia phê chuẩn nghị định thư từ ngày 25 tháng 9 năm 2002. Cô cùng Kem sẽ bước vào tìm hiểu phần 2 nhỏ, ô nhiễm nước. A nhỏ, thực trạng. Kem hãy quan sát vào các hình ảnh và cho biết thực trạng nguồn nước ở đới ôn hòa như thế nào. Quan sát vào các hình, Kem có thể thấy được các nguồn nước như là nước sông hồ, nước biển và nước ngầm đều bị ô nhiễm. Nguyên nhân gây ô nhiễm các nguồn nước là gì? Nguyên nhân ô nhiễm nước sông hồ và nước ngầm: do nước thải của các nhà máy, sử dụng nhiều thuốc trừ sâu, phân hóa học trên đồng ruộng và chất thải từ sinh hoạt. Về ô nhiễm biển: do ván dầu, tập trung nhiều đô thị ven biển và chất thải sinh hoạt từ sông ngòi chảy ra. Vậy thì hậu quả của ô nhiễm nguồn nước là gì? Hậu quả của ô nhiễm nước sông hồ, nước ngầm: gây nên các bệnh ngoài da, bệnh đường ruột, thiếu nước sạch cho sinh hoạt và sản xuất. Về ô nhiễm biển: gây hiện tượng thủy triều đen, thủy triều đỏ, gây hại mọi mặt ven bờ các đại dương. Vậy thì hiện tượng thủy triều đen là gì? Thủy triều đen là sự ô nhiễm nghiêm trọng nhất về môi trường vùng biển. Màng của lớp phán dầu ngăn tiếp xúc giữa nước và không khí,
làm cho thức ăn của động vật biển suy giảm. Váng dầu cùng với một số chất độc khác tan vào trong nước và lắng xuống sâu, gây tác hại hệ sinh thái dưới đáy, hủy diệt sự sống trên biển và ven biển. Hiện tượng thủy triều đỏ là gì? Thủy triều đỏ do dư thừa lượng đạm và nitơ từ nước thải sinh hoạt, phân hóa học, làm cho loài tảo đỏ chứa chất độc phát triển rất nhanh, chiếm hết lượng oxy trong nước, khiến cho các sinh vật biển chết hàng loạt, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến hệ sinh thái, ô nhiễm nặng nề các vùng ven bờ. Và giải pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm nước là gì? Sử dụng tiết kiệm nước, xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt trước khi đổ vào sông suối, cống rãnh. Cô cùng các em vừa tìm hiểu xong hai nội dung của bài 17 ô nhiễm môi trường ở đới ông Hòa. Các em sẽ ghi nội dung này vào trong vở ghi của mình. Cô sẽ có một số câu hỏi để các em củng cố lại bài học ngày hôm nay. Câu 1. Các nguyên nhân nào làm ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa? Đáp án đúng là câu A. Do khói bụi từ các phương tiện giao thông, từ các nhà máy. Câu 2. Đâu không phải là hậu quả của ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa? C là đáp án chính xác, làm chết ngạt các sinh vật sống trong nước. Câu 3. Các nguồn nước bị ô nhiễm gồm? C là câu trả lời đúng, nước biển, nước sông hồ và nước ngầm. Câu 4. Váng dầu tràn ra biển hoặc các vụ tai nạn của tàu chở dầu trên biển gây ra hiện tượng gì? Đáp án đúng là A. Thủy triều đen. Nội dung bài đến đây là hết. Các em sẽ ghi bài vào trong vở ghi và làm bài tập về nhà. Những nguyên nhân nào gây ô nhiễm không khí và nguồn nước ở đới ôn hòa? Nêu hậu quả của sự ô nhiễm này.